Đây là một pho tượng rất là kỳ dị, khác hẳn với mọi pho tượng khác, cả về cái hình ảnh ở trên gương mặt, cái hình dáng của đầu tròn và cái tư thế quỳ. Không ai thực sự giải thích được đó là chịu ảnh hưởng của tượng Phật hay là như thế nào. Tuy nhiên có một cái truyền thuyết, truyền miệng mang tính luân lý, đó là trong khu vực này có một người phụ nữ là nữ phù thủy, và bà ta có quyền năng mana để làm cho các cái pho tượng này có thể đi được. Nhưng mà bà ta không nhận được sự kính trọng của những người ở tại trên đảo này, bởi vì đó là người đàn bà và không phải trong dòng dõi quý tộc. Cho nên bà rất là nhẫn nhục và đã dùng khả năng của mình để đi truyền lệnh cho những cái tượng khác lần lượt bị đổ ngã hết. Cho tới một ngày kia thì bà đã phạt cái người đàn ông mà là người chế tác giỏi nhất của những cái pho tượng này, làm cho ông này phải bị gãy chân và ông phải quỳ xuống trước mặt bà ta để bày tỏ sự kính trọng. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ hai cái bàn chân, gót chân ở phía sau, mông, lưng trong tư thế của pho tượng quỳ. Và khi cái ông này quỳ xuống thì bà ấy đã nhận được cái sự kính trọng. Và bà ấy lại không có ngưng lại ở đó, mà vẫn cứ tiếp tục đi phá đổ những cái tượng khác. Cho nên một ngày kia cái chính cái tượng này của bà ta đã không còn hài lòng nữa, và đã đổ lên bà để nghiền cho bà ấy chết. Đó là truyền thuyết thôi, tất nhiên cái chuyện này đều không có thật. Chúng ta thấy rằng người ta rất là thích bịa đặt những cái chuyện liên quan tới thờ cúng hình tượng để cho nó mang một cái màu sắc kỳ bí nào đấy, nhưng thực ra nó cũng chỉ là những cái do loài người tưởng tượng ra vẻ hù dọa nhau.